vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ làm về vị tướng đó là Van Hến. Thì ở giai đoạn cầm tròn thì ông nào cũng bảo là xem YouTube ít thôi. Thực sự thì mình xem cũng không nhiều, nhưng mà mình làm thì rất nhiều. Thì ở clip này mình sẽ mang đó là Van Hến DSP nha anh nhé. Van Hến thực tế thì trong đấu giải Pro E, tuyển thủ chuyên nghiệp mang đó là Van Hến DSP cực kỳ là nhiều anh em ạ. Nhưng mà nó cũng có điểm mạnh của nó ấy, và cũng có điểm yếu của nó. Ôi, giai đoạn đầu cái game rồi là đá hai phát cũng như đó là hai xỉa đến từ Richter, mất nửa cây máu rồi. Ôi, ông chàng Richter này thì hổ báo, này thì hổ báo cáo trôn. Vào đây không? Mình thì vẫn đang còn cái tốc biến anh em ạ. Và đó mà Richter lao vào là mình tốc biến áo phải lấy nó ấy. Nhưng mà có thể đó là mình cũng không ngờ tới, đó là lỡ máy mà nó sốc đám được mình cũng nến ấy. Nhưng mà dù sao thì cũng không vấn đề gì cả. Thì ở trận đấu này thì chắc chắn DSP mình phải lên đồ trợ thủ đầu tiên rồi. Và clip này mình sẽ lên cái build đồ gọi là xíu xíu làm chậm để xem nó thế nào và nó phải ra sao nha, anh em cùng theo dõi. Liệu đó là đồng đội khinh thường thì có vấn đề gì hay không? Ở trận đấu này mình SP cho bàn đó là Cafeni. Thực tế thì Cafeni là một chất tướng mình cũng rất thích. Mình thì cũng đã làm clip, nhiều clip về Cafeni rồi. Cafeni thì dạng chất tướng đó là đầu game cũng khá là ổn và giai đoạn late game thì cũng khá là quê. Ôi, đừng làm gì đây. Này thì Richter này, chiến công đâu dành cho xạ thủ tém mình này. Nhưng mình thì cũng phải lên bảng điểm số rồi, nhưng pha này thì chắc chắn là tém mình có lời rồi. Ôi, ông Na không ăn được xạ thủ của nó kìa. Tưởng là pha đó ông Na ăn được xạ thủ nó là lời rồi đấy. Ai dè là chỉ huê vốn thôi. Tém mình thì được hai cây màng anh em ạ, kèm theo đó thì có bùa của tém đích nữa. Trận đấu thì vẫn đang ở thế đó là hoa hoàn thôi, chứ bên nào đó là có lợi thế quá lớn cả. Ôi, pha này Richter này, mình thấy sai của Richter rồi nhá. Pha này tốc biến lên chơi luôn này, lùng lùa ngay được một màng này thì Richter này chưa lên level 4 mà dám hồ báo cáo trôn. Về Richter thì thứ nhất đó là phải có bùi mới mạnh, thứ hai phải có chiêu cuối kìa. Thì tận dụng được lợi thế này thì tém mình lùng lùa ngay, đó là con rồng nhá. Đối với Van Hến DSP thì nó có điểm mạnh như thế nào, đó là thứ nhất khả năng khống chế tốt. Kèm theo đó trận đấu này mình lên theo build đồ khống chế này thì, này thì Van Hến, à nhầm, này thì hãy ra tế này. Nhưng mà không đủ đám rồi, ok pha này thì thấp máu biến về một xíu nhá. Richter thì vẫn đáng gọi là núp trong bùi ấy. Chất tướng của Richter thì cửa trong bùi thôi mà. Thì ở trận đấu này thì mình lên đó là món đồ phụ trợ đầu tiên, tránh trường hợp đó là ăn vàng và kinh nghiệm của đồng đội của xạ thủ ấy. Sau đó mình lên cho nó đôi giày tốc đánh em ạ. Sau đó mình lên hoàn thiện cho nó đó là món đồ trợ thủ nhá. Chơi không? Mình phải vào bùi để check Richter nhá, tránh trường hợp nó ra chặt và chém ấy. Ok, pha này núp đấy này, xem đó là có màng nào đi qua hay không này. Ok, pha này mình sẽ tiến tới núp đấy nữa nha anh em. Chắc chắn thì mình núp đấy sẽ thấy sai rồi, chắc chắn thì Richter đang ở bùi bên kia. Mình khẳng định 100% là Richter đang ở bùi bên kia để thấy là tém mình lên phát là nó xỉa liền ấy. Mình cứ núp đấy nha anh em, cho xạ thủ ra cấu như này. Ồ, đây, thấy sai của Richter rồi kia. Ok, thấy sai của Richter rồi thì lao ra, nó chuẩn bị lao ra này. Xạ thủ tém mình cũng thấy sai nó, này thì Richter này. Lùm ngay là một màng dành cho xạ thủ tém mình ngựa. Này thì hãy ra tế, chơi không. Ôi, không đủ đám rồi. Và này chắc có lẽ mình sẽ lùi lại một xíu nhá. Dầu sao thì cùng cấu kéo được, đó là dành cho ná tém mình ngắn màng rồi. Và này chơi luôn này, choáng nhẹ này, nó mất chiếc cuối rồi thì phế anh em ạ rồi. Ôi, tự nhiên mình có màng thơm kia, nổ đám để từ má chú. Ôi, double kill luôn. Quá là thơm luôn, một phá đó là nổ đám đến từ má chủ anh em ạ. Rồi, ôi phá này tốc biến né từ rá này.
Dạ ta bay được hay không? Ôi bay nhưng mà nó có quả cầu bằng xương áo play rồi. Pha này thì hết chịu anh em ạ. Mình không thể cứu nổi ấy. Được một quả cầu bằng xương áo play được rồi. Chứ pha đó mà để Dạ ta bay thì chắc chắn là ra không còn cơ hội nữa rồi. Vậy là khá là ổn rồi anh em. Bây giờ thì mình sẽ lên cho nó áo cho thằng băng giá để giúp gia tăng cái khả năng khống chế dành cho đó là Van Hến nhá. Bởi vì dầu sao thì Van Hến cho dù không lên đó là đồ trợ thủ đi chăng nữa thì anh em cũng phải lên đó là áo cho thằng băng giá đi lên cùng vậy anh em ạ. Để giúp với gia tăng cái khả năng khống chế đến từ vị trí của Van Hến. Hiện tại thì cà phê ní tem mình cũng khá là sánh rồi đấy. Ná tem mình thì cũng rất là sánh rồi. Vậy ná thì phải sánh kìa. Ôi fan hay ngon đấy. Chơi luôn. Này thì Richter, này thì Richter chơi không? chạy rồi, mình thì cũng khá là thấp máu nhá, nên là không thể tăng trụ được. Thì chắc chắn pha này nếu mà Richter ở lại thì mất cả trụ lẫn mang, mà chạy về thì mất trụ đó là điều đương nhiên nhá. Rồi, Richter định làm gì đấy? Bật chiều cuối, này thì bật chiều cuối này, lên bảng điểm số này. DSP mà cấy đi ấy cực kỳ là đẹp luôn, 3-1-5. Mình phải trả cho đồng đội gọi là ok chưa? Có một sự nghi ngờ không hề nhẹ ở giai đoạn đầu game và bây giờ thì cải kịt như thế nào? Hỗ trợ hết mình rồi. Ok thì hiện tại bây giờ có cái trụ ở đường rông rồi thì chắc chắn thì tem mình đó là sẽ di chuyển đó là qua ta thân để lấy trụ dễ dàng hơn nhá. Ôi ra ta tem mình chắc có lẽ hết chay mất rồi. Dầu sao thì đấy là cũng một trận đó là đấu hàng. Đó là trên mức danh cao thủ là khá là nhiều sao. Nên là cũng không phải là chủ quan, cũng không phải là trốn game nha anh em. Thực sự nếu mà anh em nào chơi ổn Van Hến, DSP cũng cực kỳ là tốt. Bởi vì thực tế thì Van Hến thì khả năng khống chế tốt mà. Rồi pha này đây, choáng. Vì điển hình là pha này lên bảng điểm số này. Điển hình là pha này này, lên bảng điểm số này. Đấy, xa thủ tem mình chỉ việc bắn và ăn vàng thôi. Còn mọi việc đó là để mình lo. Bây giờ thì chắc chắn là cái trụ này sẽ thuộc về tem mình thôi. Lấy trụ luôn. Về ngọc dành cho Van Hến thì mình vẫn lên ngọc bình thường đấy, ngọc 26% tốc đánh anh em ạ. Ngọc đỏ tốc đánh chỉ mang, ngọc tím tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh đó là công vật lý và xuyên giáp. Còn bộ phù hiệu thì mình vẫn lên đó là bộ phù hiệu má chủ nổ đám nhá. Nói chung những trận đấu mà có nái thì không nên đó là kéo dài về lết, đặc biệt là Van Hến cũng không nên kéo dài về lết nha anh em. Cố gắng đầy trù đó là win càng sớm càng tốt thôi. Những tướng về lết, mạnh về lết thì anh em có thể cấu kéo thời gian. Còn những tướng mạnh đầu game thì anh em cố gắng kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Rồi pha này định làm gì? Choáng mình bật luôn đó là cây dài này. Này thì lử bố này, có áo trong băng giá này. Làm chầm này, lên bảng điểm số này. Bật luôn này. Rồi choáng luôn này. Ôi không choáng không được rồi. Nhưng mà ra ta tém mình bay rồi. Và lùng ngáy rồi lại mang xa thủ của tém Rick. Đấy là một SP chính hiệu chứ không phải là một xa thủ chính hiệu anh em ạ. Hỗ trợ 10 màng luôn rồi. Tôi xin một cứu. Phải lo tem mình chứ ăn được màng không cả. Nghĩ cùng tôi nhưng mà thôi cũng kê anh em ạ. Bây giờ thì gãy nhẹ một xíu anh em. Nghĩ cùng tôi ông phải lo anh em ạ. Chứ ăn được màng nào cả. Trận đấu này thì chủ yếu là ná cũng như xà thủ tem mình gọi là lùng lửa hết mất rồi. Thì bây giờ mình sẽ đẩy thể lực lên cao nhá, điểm mạnh của Van Hến nữa ấy. Thứ nhất đó là khả năng khống chế, thứ hai khả năng làm choáng, thứ ba đó là khả năng thả diêu tốt anh em ạ. Cứ đối phương lao ra là một choáng đây, ví dụ như pha này này, choáng một phát này. Đấy, ná tem mình la vào quá dễ luôn. Lùng ngay đó là hai điểm hạ gục luôn. Thực tế thì Brai bây giờ cũng không phải là quấn bài xà thủ quá mạnh và quá là lời hài nữa. Nó phải thiệt sánh kìa. Còn không thì không ăn thua anh em. Lúc mới ra thì cực kỳ là mạnh và bá đạo, nhưng bây giờ thì không ăn thua nữa. Bây giờ mình lấy được cái rìu hai món đô làm chầm. Nói chung bây giờ bản thì làm chầm báo phế rồi. Tí nữa lên được cho nó cái khiến huyền thoại nữa thì đối phương đánh vào mình thì sẽ bị làm chầm nữa. Ôi bá món đô làm chầm thế mới trường bắn. Ôi thổi sóng nghỉ đến tém địch mà chạy được thì chắc có lẽ là đến sớm mãi. Về trang bị thì mình lên những gì? Đầu tiên thì mình lên cho nó đầu phụ trợ nhá. Đầu phụ trợ theo thiên hướng tăng công. Đó là món đồ hóa giải anh em ạ. Hóa giải khống chế tránh trường hợp những cú choáng đến từ Brai hoặc là những cú xìa đến từ Richter.
hoặc là những cú hất tung đến từ lữ bố. Tiếp đến thì ôi ôi phản hành ngon ngon ngon, chơi luôn, đúng rồi chơi luôn, chạy đâu bạn ơi, bật luôn đó là cây dài này. Này thì lữ bố này, này thì lữ bố này, đáp cứu dành cho gia tá này. Tiếp đến mình lên cho nó những món đồ làm chấm nhá, ví dụ như áo choàng băng giá này, rồi rìu này, rồi đến là ví dụ khiến huyền thoại, hoặc lên cho nó trường băng luôn anh em ạ, chất luôn, đồ cực kỳ là gì luôn, siêu làm chấm bốn món. Anh em thấy SP chấn chỉnh chưa? SP chấn chỉnh đấy là SP quả là chấn chỉnh luôn. 31 15 và 31 đó là 16. Ok, và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Nếu thấy hay thì đừng quên đài lại là một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần. Bye bye, chúc em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.